Sáng ngày 5 tháng 7, tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Võ Nhai phối hợp với Công ty Cổ phần Hạt giống Advanta Việt Nam, Ủy ban Nhân dân xã Dân Tiến tổ chức hội thảo đầu bờ để nhân rộng mô hình giống ngô lai đơn F1 PAC669 và PAC558. Trước khi diễn ra buổi hội thảo, các đại biểu và bà con nông dân đã được đi tham quan cánh đồng mẫu có diện tích hơn 5.000 m² của hộ gia đình bà Vũ Thị Tiến ở xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, được công ty hỗ trợ toàn bộ giống, sau hơn 3 tháng gieo trồng đã cho thu hoạch. Giống ngô lai đơn F1 PAC669 và PAC558 được công ty cổ phần hạt giống Advanta nhập khẩu từ Thái Lan, có thời gian sinh trưởng từ 95 đến 115 ngày. Đây là các giống ngô có khả năng chống chịu sâu bệnh, chịu hạn tốt, thích hợp cho nhiều loại đất, cây khỏe, bộ rễ chân kiềng, chống đổ ngã, bộ lá xanh bền cho đến khi thu hoạch, có thể sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi. Bắp ngô có lõi nhỏ, hạt to đẹp, năng suất bình quân đạt từ 10 đến 14 tấn trên 1 hectare. Ngoài ra, giống ngô lai PAC669 và PAC558 có hạt màu vàng cam, đẹp đều, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Ngô có bắp hình trụ, lá bi bao kín, không có hiện tượng bị thối đầu bắp, phù hợp với việc phát triển đại trà đối với thổ nhưỡng và khí hậu của huyện vùng cao Võ Nhai. Hai giống ngô trên được bà con nông dân đánh giá cao về năng suất, chất lượng cũng như khả năng chống đổ, chống hạn. Cái thứ nhất là tôi thấy tiềm năng của nó cây khỏe, cây to, bắp đẹp, lõi nhỏ, có nghĩa là hạt sâu cay đấy, lõi nhỏ, rồi cho năng suất cao. Bà con nông dân tới này muốn phát triển ra thêm nhiều, rộng, nhân rộng giống ra để trồng. Tại hội thảo, các hộ nông dân đã được đại diện công ty cổ phần giống cây trồng Advanta hướng dẫn, phổ biến một số kiến thức cơ bản về quy trình, kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch đối với hai giống ngô PAC669 và PAC558, đồng thời giới thiệu tới bà con một số sản phẩm ngô có năng suất, giá trị kinh tế và hàm lượng dinh dưỡng cao như giống ngô nếp tím Fancy 111, ngô nếp Fancy 212.